Hi guys, welcome to lời giải hay.com. Our lesson today is lesson 2 of unit 3, friends. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng đến với bài học số 2 của unit 3 với chủ đề về những người bạn. Phần học ngày hôm nay sẽ là phần practice, phần thực hành, activity A. Practice the conversation, swap roles and repeat. Thực hành bài hội thoại, sau đó đổi vai và lặp lại. Trước tiên chúng ta sẽ thực hành đoạn hội thoại giữa Matt và Lisa. What are you doing on Saturday? I'm having a barbecue. Do you want to come? Sorry, I can't. I'm watching a movie with Jack. What about Tuesday? I'm free. Why? I'm having a party. Do you want to come? Sure. Great. Talk to you later. Rồi đầu tiên, Matt bắt đầu đoạn hội thoại bằng câu What are you doing on Saturday? Bạn đến làm gì vào thứ bảy? I'm having a barbecue. Do you want to come? Mình định tổ chức tiệc nướng. Bạn đến nhé. Sorry, I can't. I'm watching a movie with Jack. Xin lỗi, mình không thể. Mình định đi xem phim với Jack. What about Tuesday? Còn thứ ba thì sao? I'm free. Why? Mình rảnh. Sao thế? I'm having a party. Do you want to come? Mình định tổ chức một bữa tiệc. Bạn đến nhé. Sure. Nhất trí. Great. Talk to you later. Tuyệt vời. Trò chuyện sau nha. Ở đây chúng ta có thêm một số từ chỉ hoạt động như making a cake, làm bánh, going shopping, đi mua sắm, playing badminton, chơi cầu lông, watching a movie, xem phim, playing in the park, chơi trong công viên, having a picnic, đi dã ngoại. Sau khi thực hành đoạn hội thoại mẫu, chúng ta có thể thay thế những từ chỉ hoạt động như là having a barbecue, watching a movie, having a party bằng những hoạt động chúng ta vừa xem qua. Đối với những từ chỉ thời gian như on Saturday, Tuesday, chúng ta có thể thay thế bằng tomorrow, tonight, on Monday or on Friday, vân vân. Hoạt động B. Practice with your own ideas. Thực hành với ý tưởng riêng của em. Ở đây cô sẽ gợi ý cho các em ý tưởng để thực hiện đoạn hội thoại như sau. What are you doing this Sunday? Bạn định làm gì vào chủ nhật này? I'm playing badminton with my cousin. Do you want to join? Mình định chơi cầu lông với chị họ. Bạn có muốn tham gia không? Sorry, I can't. I'm making a birthday cake for my mother. Xin lỗi, mình không thể. Mình định làm một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ của mình. What about Saturday afternoon? Còn chiều thứ bảy thì sao? I'm free. Why? Mình rảnh. Sao thế? I'm playing in the park with our classmates. Do you want to come? Mình định chơi trong công viên với các bạn cùng lớp của chúng ta. Bạn có muốn đến không? Sure. Chắc chắn rồi. Great. See you soon. Tuyệt vời. Hẹn sớm gặp lại bạn nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời giải hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.